Một ngày nọ, mình lướt thấy cái món kỳ lạ này từ TikToker Jack Choe. Nhìn khá hay nên mình mò làm thử. Ai ngờ làm xong mới biết, đây chính là một món ăn trong truyền thuyết Tết Mãi Mận, sự tích dưa chuột lấp xoáy. Có anh vốt nọ, người vạm vỡ khỏe mạnh. Bố mẹ mất sớm, chỉ để lại cho anh một con rau cùn, một con chó và hai quả dưa chuột làm giống. Hằng ngày, vốt và con chó cùng nhau lên nương, làm quần quật đến tối mịt mới về. Một hôm, chó quyết định bỏ nhà ra đi lập kênh TikTok ẩm thực. Hẹn anh vốt, bao giờ kênh được tích xanh, video này được triệu view thì mới về. Vốt chờ con chó, thế mà đã năm mùa dưa chuột. Dưa mọc lên phủ kín cả giàn, đũa cả của nhà cũng thay đến đôi thứ 5. Đến đôi thứ 6, vốt phát hiện ra, dùng đũa cả kẹp dưa chuột lại thì thái nhất định không đứt. Con dao cùn cũng đã được rèn mới, đấm sắc lẹ. Này thái dưa trong tích tắc.